Xá Lợi Tử nói nếu vì pháp tâm và sắc vân vân tánh của nó là vô tâm sắc nên không được chấp trước thì tất cả pháp đều bình đẳng không sai khác. Thiện hiện đáp đúng vậy, đúng vậy. Xá Lợi Tử nói: Nếu tất cả pháp đều bình đẳng không sai khác tại sao Như Lai nói tâm sắc vân vân có các loại khác nhau? Thiện hiện đáp đó là như lai tùy theo thế tục mà nói chẳng phải tùy theo thắng nghĩa xá lợi tử nói nếu pháp tâm sắc vân vân của các phàm phu thanh văn độc giác bồ tát như lai đều là chân vô lậu không đọa vào ba cõi thì các phàm phu thanh văn độc giác bồ tát như lai không có sai khác ư thiện hiện đáp đúng vậy đúng vậy Xá lợi tử nói, nếu các phàm phu thanh văn độc giác Bồ Tát Như Lai không sai khác, thì tại sao Phật nói có phàm thánh đại tiểu khác nhau? Thiện hiện đáp, đây là Như Lai dựa vào thế tục mà nói, chứ không dựa vào thắng nghĩa. Này xá lợi tử, khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, các đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, nên không chấp trước những tâm đã khởi như tâm bồ đề, tâm vô đẳng đẳng, tâm không cùng với thanh văn độc giác vân vân, đối với uẩn xứ giới vân vân, nói rộng cho đến 18 pháp Phật bất cộng đều không chấp trước, dựa vào nghĩa này mà gọi là ma ha tát. Bấy giờ cụ thọ mãn từ tử bạch Phật Bạch Thế Tôn con muốn dùng biện tài Nói về lý do mà Bồ Tát được gọi là Ma Ha Tát Cúi xin Ngài cho phép Phật bảo mãn từ tử thầy cứ nói. Mãn Từ Tử nói: vì các Bồ Tát làm lợi ích an vui cho tất cả các hữu tình, nên mặc áo giáp đại công đức vì hướng về quả đại thừa. Vì nương vào đại thừa nên gọi là Ma Ha Tát. Khi ấy xá lợi tử hỏi Mãn Từ Tử: thế nào là đại Bồ Tát vì lợi ích an vui của tất cả hữu tình mà mặc áo giáp đại công đức? Mãn Từ Tử đáp: khi tu hành bố thí ba la mật đa, các đại bồ tát không vì lợi ích an vui cho một nhóm hữu tình nào, mà vì lợi lạc của tất cả hữu tình. Khi tu hành tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, bồ tát cũng đều như vậy. Xá lợi tử đó là đại bồ tát vì lợi lạc của tất cả hữu tình, mà mặc áo giáp đại công đức lại nữa giá lợi tử Các đại Bồ Tát mặc áo giáp đại công đức Làm lợi lạc hữu tình không bị giới hạn Không nghĩ ta phải cứu vớt trường đấy hữu tình Vào cảnh giới vô dư y niết bàn Còn một số hữu tình chẳng độ cho họ vào cảnh giới ấy Hoặc ta phải cứu vớt trường đấy hữu tình Khiến họ trụ vào quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề Còn một số hữu tình không được trụ vào quả vị ấy Nhưng các đại Bồ Tát vì cứu vớt tất cả hữu tình nhập vào cảnh giới vô dư y niết bàn và trụ vào quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Xả lợi tử, đây là đại bồ tát vì lợi lạc của tất cả hữu tình nên mặc áo giáp đại công đức. Lại nữa xá lợi tử, các đại bồ tát nghĩ như vậy. Ta phải tự viên mãn bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa cũng làm cho tất cả hữu tình viên mãn như thế lại nghĩ ta nương vào sáu pháp ba la mật đa tự trụ pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không tự tu tập bốn niệm trụ cho đến mười tám pháp phật bất cộng rồi làm cho hữu tình cũng nương vào sáu pháp ba la mật đa an trụ pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không tu bốn niệm trụ cho đến mười tám pháp phật bất cộng lại nghĩ ta nương vào sáu pháp ba la mật đa, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, nhập vào cảnh giới vô dư y niết bàn, làm cho hữu tình cũng nương vào sáu pháp ba la mật đa này, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, nhập vào cảnh giới vô dư y niết bàn. Xá lợi tử, đây là đại bồ tát, vì lợi lạc của tất cả hữu tình nên mặc áo giáp đại công đức. Lại nữa xá lợi tử, khi tu hành bố thí Ba La Mật Đa các đại Bồ Tát, tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí mà tu bố thí Ba La Mật Đa không xen lẫn với tác ý của thanh văn độc giác, giữ gìn thiện căn này dùng vô sở đắc làm phương tiện cùng hữu tình bình đẳng, hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề trong lúc bố thí không có sự lẫn tiếc đó là áo giáp đại công đức bố thí ba la mật đa trong khi bố thí bồ tát không khỏi tác ý thanh văn độc giác đó là áo giáp đại công đức của tịnh giới ba la mật đa trong khi bố thí bồ tát tin tưởng nhẫn nhục vui thích tu pháp bố thí. Đó là áo giáp đại công đức an nhẫn ba la mật đa, trong khi bố thí tinh tấn dũng mãnh, không bỏ việc thi hành. Đó là áo giáp đại công đức của sự tinh tấn ba la mật đa, trong khi bố thí, Bồ Tát nhất tâm hướng đến trí nhất thiết trí, rốt giáo đem lại lợi lạc cho tất cả hữu tình. Không xen lẫn tác ý của thanh văn độc giác, đó là áo giáp đại công đức của tịnh lự ba la mật đa, trong khi bố thí, Bồ Tát trụ vào phép quán tự tưởng như huyễn không thấy người bố thí kẻ nhận vật bố thí và quả do bố thí đó là áo giáp đại công đức bát nhã ba la mật đa xá lợi tử khi đại bồ tát tu hạnh bố thí ba la mật đa như vậy thì mặc đủ sáu loại áo giáp đại công đức ba la mật đa khi tu hành bố thí ba la mật đa, đại bồ tát tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí. Đối với tướng của sáu pháp ba la mật đa không có sự chấp thủ và chứng đắc. Phải biết đại bồ tát ấy đã mặc áo giáp đại công đức lại nữa xá lợi tử khi tu hành tịnh giới ba la mật đa các đại bồ tát tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí mà tu tịnh giới ba la mật đa không xen lẫn tác ý của thanh văn và độc giác giữ gìn thiện căn này dùng vô sở đắc làm phương tiện cùng các hữu tình, bình đẳng và cùng hồi hướng qua vị vô thượng tránh đẳng Bồ Đà. Khi tu tịnh giới, đối với các vật sở hữu đều không lẫn tiếc, đó là áo giáp đại công đức bố thí ba la mật đa. Khi tu tịnh giới, đối với các bậc thanh văn và độc giác, còn chẳng mong cầu huống gì hàng phàm phu, đó là áo giáp đại công đức tịnh giới ba la mật đa. Khi tu tịnh giới, tin tưởng nhẫn nhục vui thích đối với pháp tịnh giới, đó là áo giáp đại công đức an nhẫn ba la mật đa khi tu tịnh giới tinh tấn dõng mãnh không bỏ việc gia hạnh đó là áo giáp đại công đức tinh tấn ba la mật đa khi tu tịnh giới hoàn toàn dùng tâm đại bi là trên hết không hề xen lẫn tác ý của nhị thừa huống gì tâm phàm phu đó là áo giáp đại công đức tịnh lự ba la mật đa khi tu tịnh giới đối với tất cả pháp trụ vào phép quán tưởng như nguyễn đối với tịnh giới không ỉ lại không sở đắc không đạt bản tánh là không đó là áo giáp đại công đức bát nhã ba la mật đa xá lợi tử khi đại bồ tát tu hành tịnh giới ba la mật đa thì mặc đủ sáu loại áo giáp đại công đức ba la mật đa khi tu hành tịnh giới ba la mật đa đại bồ tát tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí đối với tướng của sáu pháp ba la mật đa không có sự chấp thủ và chứng đắc phải biết đại bồ tát ấy đã mặc áo giáp đại công đức lại nữa xá lợi tử khi tu hành an nhẫn ba la mật đa các đại bồ tát tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí mà tu hành an nhẫn ba la mật đa không xen lẫn tác ý của thanh văn và độc giác giữ gìn thiện căn này dùng vô sở đắc làm phương tiện cùng các hữu tình bình đẳng hồi hướng quả vị vô thượng tránh đằng bồ đề khi tu an nhẫn vì thành tựu hạnh an nhẫn đối với thân mệnh vân vân không có sự luyến tiếc đó là áo giáp đại công đức của sự bố thí ba la mật đa khi tu an nhẫn không xen lẫn tác ý hạ liệt của thanh văn và độc giác đó là áo giáp đại công đức tịnh giới ba la mật đa khi tu an nhẫn tin tưởng nhẫn nhục vui thích đối với pháp an nhẫn đó là áo giáp đại công đức an nhẫn ba la mật đa khi tu an nhẫn bồ tát tinh tấn dõng mãnh không bỏ việc gia hạnh đó là áo giáp đại công đức của sự tinh tấn ba la mật đa khi tu an nhẫn nhẫn, Bồ Tát phải nhiếp tâm vào một cảnh. Dù gặp phải gian khổ nhưng không hề dao động, đó là áo giáp đại công đức tịnh lự ba la mật đa. Khi tu an nhẫn, Bồ Tát trụ vào phép quán như huyễn vì đúc kết giáo pháp của Phật để thành thục chúng hữu tình, quán các pháp là không, không chấp kẻ oán hại. Đó là áo giáp đại công đức bát nhã ba la mật đa xả lợi tử khi đại bồ tát tu hành an nhẫn ba la mật đa như vậy thì mặc đủ sáu loại áo giáp đại công đức ba la mật đa khi tu hành an nhẫn ba la mật đa đại bồ tát nào tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí thì không có sự chấp thủ và chứng đắc đối với tướng sáu pháp ba la mật đa phải biết đại bồ tát ấy đã mặc áo giáp đại công đức hết quyển thứ bốn trăm tám sáu